xin nhỉ. Lên mà. Thực ra em chọn từng con bọn đấy nó hot hết rồi. Có một điều là về mình thấy con nào hot trước mình bảo là hot trước. Còn bọn này lấy về bán một vài hôm hết ngày ấy mà. Anh bảo nó cao cầu nhưng con trong cóc này nó lắc lư thế này. Mai khi em quay lên thì quá ok luôn. Đây này. Và con giữa này, con bên này cũng thế. Đây này. Trời rất cao cầu lắc lư luôn.